Bây giờ gái bán màu đi. Bây giờ mình đi lên chiến núi này là 20 năm lặp lại. Giới gì? Sao? Giới gì? 20 năm lặp lại. 20 năm mới trở về đây nè. Bây giờ con có khách nào con ca một bản. Giới gì? Ca lớn lên đi. Giới gì? Sao giới? Giới gì? Mà sao? Không có thành công rồi đại dương ơi. Bây giờ phải cao. Có thành công rồi đại dương ơi. Nấu nè có câu. Cái nấu này có ai? Vậy giờ sao? Không biết ơi, không gì hết. Ừ, càng thấy đi. Ai biết? Ừ, vuốt con trong cổ mình không biết. Đẩy vô vỏ ngang đi. Ca thánh thót. Ca lớn lên nha. Lớn lên. Rồi, hát lớn lên. Rồi, ca lớn lên. Ca lớn lên đi. Câu một thôi. Câu một thôi. Đã con nói với mẹ hoài, mày khinh hoài đó, nói không có khó đâu. Sao mà bây giờ từ ở dưới lên đây là công lao quá cực khổ rồi mà không có thành công cái gì đại dương ư? Bây giờ ca một bản từ giả đi, ngày mai về. Ngày mai về. Ca đi, ca một bản đi. Mai về. Ừ. Về đâu? Về quê. Về quê. Ừ. Về quê. Về nhà mình á. Ai chứa? Về quê, ai chứa hả? Về quê mẹ chứa. Ông cọp ông chứa mẹ chứ ai. Mẹ chứa hả? Ừ. Ông cọp ông chứa. À, về quê á, đổ ngựa thử. Về quê á, ông ba ông khó lắm. Ông có chứa đâu, chứ khó lắm. Vậy là chứ đi dưới này ông đuổi luôn đó. Đi dưới này là đổ ngựa thử. Ông qua đi ra khỏi nhà. Ông vô trong nhà, ông nói trời ông khó lắm, dễ gì ông cho về. Đi dưới này về là ông qua đi ra khỏi nhà luôn rồi. Bây giờ ca lớn lên đi. Một bản dạ. Từ giả ngày mai mình đi về. 20 năm mới trở về đây. Nhưng mai về hả? 20 năm mới trở về đây hả? 20 năm mẹ con mình mới được dự cái đại hội này mà không có thành công rồi đại dương ơi. À. Bây giờ mình phải ca một bản ăn từ giả ngày mai đi lên đường. Ờ ca ngày mai bản lên đường. Dù mẹ có cho con tiền không? Có. Có. Có hả? Đâu có. Đâu qua bóc cho coi đâu. Bóc tiền nha. Cho ca coi. Bóc tiền nha. Sư phụ nói giờ là đi qua quán anh Hoàng luôn, không có đi xuống dưới kia. Rồi. Ở trời mưa rồi. Đi xe. Rồi. Đi xe quá anh Hoàng lên điện không luôn. Rồi rồi rồi. Để điện cho anh Hoàng kêu xe qua. Vậy giờ ca bản đi. Dạ. Ca bản đi. Ăn nè từ giả đi về nè, cho ông ba ông đứng đợi nghe kìa. 11, 12 giờ rồi. Ca. Em mới từ mũi chia tay từ ngày hẹn ngày gặp giờ. Em nói bao nhiêu lời đắng cay mà anh giấu hoài không nói mãi tiếng lời thương giang binh hỡi anh binh ơi nghe em nói chẳng thương với tiếng dương giang âm thương của người dân gửi lại thì tiếng ngày xưa còn âm xuống giọng hơi đi kiếm chuyện của mẹ hỡi em ơi đừng nói nữa thì quán hoàng luôn hết hờ. Em nói tôi giấu gạt em nói không thương bao lời thương nhớ thì em chuốc lệ làm vui cho từ băng đào. Hay quá vậy nghe tôi vui. Hát lớn lên mới đủ khác. Quay clip nữa nè. Hát lớn nữa. Cho tiền liền. Người ta đó thằng cũ rồi đuổi chết luôn. Hát lớn lên đi cho tiền uống một hơi kìa. Dạ hát lớn lên đi cho tiền uống một hơi. Mình 20 năm mới gặp lại chạy chỗ này. Rồi tút tay luôn rồi xong nghỉ hát. Hát lớn lên đó mình nghe, nói không phải nói nghe mình mà hát tầm bậy đó rượu ngựa thử cái thằng khùng nó đâu nó không biết nó cầm dâu với dây xích đó nó thắt cổ. Hát hay mà là được nhưng mà nói đó là nói tầm bậy. Hát thì hay nhưng mà nói đó là nói sai. Hát đi hát lớn lên bắt đầu cho tiền liền đó. Hát tặng cho đội không bà ơi tôi sẽ đi một buổi chiều hoàng hôn xuống lạnh mùa mưa này vào mùa mưa khi lạnh gió đông phòng trời ơi chịu khổ luôn tôi nhéo dù Âu Thiên Vũ ơi ai nói anh không tư tư nhỏ mà anh không xíu rồi không nghe luôn hát gì mà từ rồi
bắt đầu tự nhiên anh xuống dặn nhỏ là từ từ giống như tụt điện từ từ nó tụt ca ca sĩ ta hát cao lên cái này từ từ hát lên cao lên hát lên vậy là tự nhiên cô lên từ từ nhảy nhảy mai mốt anh ấy đi hát bản lớn đưa anh lên làm ca sĩ luôn thiệt lớn rồi đi xuống núi nè một câu đi xuống núi rồi các bạn nữa đi xuống núi khí thế lên người ta gặp cái con thiên ma mà nó ngồi nó hát bằng ngày gì nè đính tới bắt nó đem về chở nó chặt đầu hai bác em những ngày đi về khỏe mạnh nha em hát cho chị nghe với thôi để ông đi, ông hát, ông không được.